Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 Quay On, tiếng Anh lớp 7 Quay On nhé. Hôm nay chúng ta sẽ vào bài Welcome Back, quay trở lại. Ok, chúng ta vào trang thứ 6 các bạn. Chúng ta đọc bài này. Hi, I'm Mary. I'm 12 years old and I'm from New York, USA. These are my e-friends. Xin chào, mình là Mary, mình 12 tuổi và mình đến từ New York, nước Mỹ. Đây là những người bạn qua thư của mình. Rồi chúng ta cùng đọc những người bạn qua thư của bạn này. 1. Marta and her brother, Juan, are from Barcelona, Spain. Marta is 14 and Juan is 17. Marta và anh trai của cô ấy đến từ Barcelona, Tây Ban Nha. Marta thì 14 tuổi và Juan thì 17 tuổi. 2. Laura is 12 and she from London, UK. Laura 12 tuổi và cô ấy đến từ London, Vương quốc Anh. Toby is 11. Toby này, 11 tuổi. And he's from Sydney, Australia. Toby 11 tuổi và đến từ Sydney, nước Úc. 4. Cẩm is 17. And she from Hanoi, Việt Nam. Cẩm 17 tuổi và cô ấy đến từ Hà Nội, Việt Nam. Bruna is from Rio de Janeiro, Brazil. She 13 years old. Bruna đến từ Rio de Janeiro, Brazil. Cô ấy 13 tuổi. Vậy thì sau khi đọc xong, chúng ta sẽ điền những cái từ thích hợp vào đây. Mary là người Mỹ. Và ở đây chúng ta đang cần một quốc tịch nhá. Chúng ta đang cần quốc tịch, chúng ta sẽ viết cái quốc tịch vào đây. Nước Mỹ là America hoặc là USA, còn người Mỹ là American. Rồi Juan and Master là gì? Juan và Master đây là người Tây Ban Nha, đúng không? Nó đến từ nước Tây Ban Nha và nó là người Tây Ban Nha. Vậy thì người Tây Ban Nha là gì? Spanish. Chúng ta sẽ viết từ Spanish vào. Spanish. Rồi câu số 3, Laura. Laura là người gì? Laura đâu? Laura là người Anh. Người Anh là gì? British. British hoặc là English. English. Rồi Toby đâu? Toby đến từ nước Úc, vậy nó là người Úc. Australian. Australian. Rồi, Cẩm đến từ Việt Nam, nó là người Việt Nam, đúng không? Bạn này là Việt Nam, Miss. Bruno đến từ Brazil, vậy nó là người Brazil. Brazilian. Brazilian, chúng ta học rồi. Where are you from? Where are you from? Các bạn sẽ trả lời, I'm from Vietnam. I'm from Vietnam. Ok, rồi, vậy là cái bài số 1 của chúng ta, đến đây là hết. Rồi. Xong xong xuống bài số 2, chọn một người trong bài 1 và trình bày giới thiệu. Cái này là trình bày giới thiệu anh ấy, cô ấy với bạn của bạn. Rồi chúng ta sẽ làm như sau. Ví dụ chúng ta sẽ giới thiệu cái bạn bạn Laura nhé. This is Laura. This is Laura. She, các bạn sẽ giới thiệu là cô ấy bao nhiêu tuổi? 12 tuổi sẽ là 12. She is 12 years old. Years old. She is from London. Ở đây là London. EU UK. She is British. British. Okay. She is British. Rồi chúng ta có thể làm như vậy nhé. Rồi bài số 1, số 2 của chúng ta tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong bài số 3. Goodbye, see you later.